Đây chính là cụm bơm xăng thả thùng của Suzuki Agon. Đây, xin mời mọi người giúp cô nghe. Phía trong của hộp hàng này được bọc rất là chắc chắn, kỹ lưỡng, phòng tránh va đập dễ vỡ bởi vì cụm của nó là bằng nhựa. Đấy. Anh em sẽ cùng lên xem nhé. Đấy. Đấy. Rồi. Đây. Phía bên trong cụm bơm xăng của nó này thì sẽ có gồm có một bơm xăng này, lưới lọc xăng này. Đây. Đây là rắc cắm điện ạ. Đây là mã của sản phẩm anh em nhé. Đây là các cái đầu chia ra này. Khi bơm xăng lên để nó hoạt động. Anh em có thể nhìn đây là, vì đây nó là rắc cắm điện mà. Khi xăng nó lọc qua đây sẽ qua bơm và lên trên này. Cái hàng xịn này thì nhìn nó rất chắc chắn. Từ các cái chất nhựa cho đến các con ốc vít nhỏ xíu ấy, nhìn nó cũng rất chắc chắn. Tất cả nó đều có mã hàng hết. Được. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.